Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với Cà phê Liên Minh. Như vậy, tuần thi đấu thứ hai của giai đoạn vòng bảng VCS mùa hè 2020 đã chính thức khép lại. Trải qua 6 trận đấu với nhiều diễn biến hấp dẫn, chúng ta thêm một lần nữa được kiểm chứng Aura Pelu của thiên tài dự đoán Hoàng Luân. Trước đó thì ở tuần thi đấu thứ nhất, anh từng nói cứ cánh trái mà tin tưởng. Và kết cục thì ai cũng biết rồi đấy ạ. Hầu hết các đội cánh trái đáng tin theo lời của bình luận viên Hoàng Luân đều thua tan tác. Kể cả đó là nhà đương kim vô địch Team Flash hay bầy hổ trắng Evos với sự gia nhập của Zeros. Chính như vậy, ngay sau khi Pelu phán kèo ở tuần thi đấu tiếp theo thì phần lớn tuyển thủ, người hâm mộ hay các khán giả trung lập cũng cực kỳ bất bình với sự không công bằng này của VCS. Mặc dù dự đoán của anh đúng hay sai thì không thể phủ nhận rằng những trận đấu của tuần 2 VCS đều cực kỳ hấp dẫn và đáng chú ý. Trong số đó, hai đội tuyển Percent Esports và Overpower Esports sẽ có cơ hội thử thách bản lĩnh khi đều gặp phải Gam Esports, một đội tuyển dày dặn kinh nghiệm. Ngoài ra thì Severus sẽ cần một chiến thắng trước Evos Esports để thể hiện sức mạnh và khẳng định tham vọng vô địch của mình. Và không để các bạn chờ đợi lâu thêm nữa, ngay bây giờ hãy cùng Cà phê Liên Minh nhìn lại những diễn biến chính của tuần thi đấu thứ hai VCS mùa hè 2020 nha. Nếu các bạn đang hóng tựa game Liên Minh Mobile Tốc Chiến thì đừng quên subscribe cho kênh mới của tụi mình nha. Link bên dưới phần mô tả đây ạ. Thứ nhất, Gam giải mã thành công hiện tượng Overpower Esports. Trận đấu mở màn cho tuần thi đấu thứ hai VCS mùa hè 2020 là cuộc đối đầu rất mong chờ giữa Gam Esports và Overpower Esports. Trước khi chạm mặt nhau, cả hai đội đều đã có một chiến thắng 2-1 ở tuần thi đấu trước. Do đó Gam chính là liều thuốc thử thực sự dành cho tham vọng của Overpower Esports tại mùa giải năm nay. Bên cạnh đó, mặc dù không được đánh giá cao so với đối thủ, nhưng Overpower Esports đã chứng minh rằng họ tham gia giải đấu này không chỉ để giao lưu học hỏi, mà Optimus và đàn em còn muốn được làm điều gì đó lớn lao hơn rất nhiều. Chính vì vậy, cho vào đấu mở màn, không quá khó hiểu khi Overpower Esports duy trì được thế trận cân bằng ở giai đoạn đầu với nhà đương kim Á quân Gam Esports. Cả hai đội đều là có những tình huống di chuyển, chiến thuật, tập trung số đông và giành được những màn hạ gục cho riêng mình. Ngoài ra thì nếu như Gam làm tốt hơn trong việc kiểm soát khu vực rồng và Overpower Esports cũng không hề kém cạnh khi sở hữu thành công con Baron đầu tiên của game đấu. Bước ngoặt của ván đấu này chính là tình huống diễn ra ở phút thứ 25 khi Overpower Esports đang có được bùa lợi Baron và thể hiện sự nôn nóng muốn có được trụ hai đường giữa. Do vậy thì Gam tận dụng khoảnh khắc sơ hở của đối thủ để tổ chức phản công và có được 4 mạng hạ gục, đồng thời đẩy cán cân sức mạnh nghiêng về phía mình. Ngoài ra thì với lợi thế hơn 3 cấp độ, Levi đã xuất sắc trừng phạt cướp được rồng ngay trước mặt của các thành viên của Overpower Esports, qua đó giúp Gam hoàn thành linh hồn rồng nước và có một pha giao tranh thắng lợi. Ngay sau tình huống đó, đội tuyển áo vàng đen tổ chức ăn Baron và nhanh chóng kết thúc ván đấu đầu tiên. Chuyển sang vào đấu tiếp theo, Genza bất ngờ vào thay cho địa 1 và việc không có người chơi đường giữa số 1 trong đội hình khiến Gam tỏ ra thất thế trước đối thủ ở nửa giữa bản đồ. Xạ thủ vịt bên phía Overpower Esports đã có giai đoạn khởi đầu như mơ khi giành được 3 mạng hạ gục, mặc cho đồng hồ còn chưa chơi qua phút thứ 10. Với lợi thế 5.000 tiền ở thời điểm giữa ván đấu, Overpower Esports dễ dàng kiểm soát các mục tiêu lớn và có được chiến thắng để cân bằng tỷ số 1 đều. Bước vào đấu quyết định, ba huấn luyện của Gam bắt buộc phải đưa địa 1 trở lại đội hình chính.
Đồng thời họ sử dụng chiến thuật áp đảo từ sớm nhờ lượng sát thương lớn đến từ các tướng được chọn. Ngược lại thì Overpower Esports sử dụng những con bài thuận tay và quyết định chơi xoay quanh các giao tranh lớn với Nautilus, Orianna và Aatrox, trong khi Lee Sin sẽ là vị tướng đảm bảo giai đoạn đầu trận cho đội tuyển của chủ tịch Cường. Nhờ việc rút kinh nghiệm từ ván thua trước, Gam sớm gây áp lực lên mọi đường của đối thủ, nhất là khi họ đã tận dụng tốt khả năng cơ động của Levi với con bài Rek'Sai. Gam liên tục đánh xuống đường dưới và khai thác triệt để ở khu vực này với nhiều mạng hạ gục dành cho xạ thủ Easy Love. Trong khi đó thì Aphelios của Vịt lại không thể phát huy sức mạnh của mình. Phút thứ 19, lượng vàng chênh lệch đã lên tới 9.000 và Overpower Esports gần như không có cơ hội. Chính nhờ lợi thế lớn, Gam nhanh chóng lăn cầu tuyết và có được chiến thắng chung cuộc trong trận đấu này. Thắng lợi này giúp Gam giải mã thành công sức mạnh thực sự của Overpower Esports, đồng thời họ cũng có được sự hưng phấn trước cuộc đối đầu với Perset Esports. Trong khi đó, với những sai lầm đã mắc phải, thì đoàn quân của huấn luyện viên Hope sẽ còn rất nhiều điều cần cải thiện nếu muốn cụ thể hóa mục tiêu tiến sâu tại VCS mùa hè 2020. Thứ hai, Sài Gòn Buffalo có được chiến thắng đầu tay. Một trong những bất ngờ lớn nhất của tuần thi đấu đầu tiên chính là việc tân binh Perset Esports đánh bại nhà đương kim vô địch mùa xuân Team Flash chỉ sau 2 ván đấu. Do đó, nhiều người hâm mộ hy vọng rằng Perset Esports sẽ tiếp tục duy trì được phong độ thăng hoa ở tuần thi đấu này. Tuy nhiên, sau khi thánh dự Pelu với biệt tài tiên đoán của mình đã đưa ra nhận định Perset sẽ đánh bại Sài Gòn Buffalo với tỷ số 2-0, thì mọi hy vọng có điểm của họ dường như đã bị dập tắt. Kết quả, tân binh của VCS mùa hè 2020 đã phải chịu khuất phục trước bầy châu đỏ đến từ Sài Thành. Cụ thể, trong giai đoạn cấm chọn của ván đấu thứ nhất, Perset tỏ ra rất tự tin với các vị tướng mạnh về sát thương. Glory thể hiện mình có bể tướng rất rộng khi anh quyết định chọn Jace trong trận đấu này, trong khi Mordekaiser của YT sẽ đóng vai trò chống chịu chính và Lisa sẽ bảo vệ đồng đội với Karma. Ngược lại thì Sài Gòn Buffalo sở hữu một đội hình thiên về giao tranh tổng. Hukong, Nico và Bart là những vị tướng có chiêu cuối mạnh cũng như tạo tiền đề tốt để có thể tiêu diệt chủ lực đối phương một cách nhanh chóng. Những phút đầu tiên của ván đấu, thế trận cởi mở đã được cả hai tạo ra. Mặc dù người đi rừng Perset Esports là Drakta đã cướp thành công bùa xanh, thế nhưng chút lợi thế nhỏ nhoi này đã bị san lấp khi Miliudas khai thác sai lầm của Glory và giành được chiến công đầu. Bên cạnh đó thì tuyển thủ đường trên Hasmet chính là người chơi nổi bật nhất. Hu công trong tay của anh gõ cho một đường Kaiser của Whitey không trượt phát nào. Đồng thời liên tục có những tình huống phản công, những đợt ganh bên phía Perset và có cho riêng mình 3 mạng hạ gục, góp phần mang lại lợi thế rất lớn dành cho Sài Gòn Buffalo. Chính là những lợi thế có được từ giai đoạn đầu trận, Sài Gòn Buffalo tiếp tục kiểm soát các mục tiêu lớn và liên tục có được thắng lợi trong những tình huống giao tranh quan trọng. Ngược lại thì Perset hầu như không có cơ hội nào để lấy lại ván đấu này. Do đó, sau khi hạ gục thành công Rồng 4 và Baron, Sài Gòn Buffalo tràn vào nhà chính của đối phương và kết thúc ván đấu sau hơn 30 phút thi đấu. Chuyển sang ván đấu còn lại, Perset tiếp tục gặp vấn đề trong khu cấm chọn khi họ để cho đối thủ có được cả Hukong lẫn Varus, đồng thời bộc lộ rõ ý định đánh về late vì tại thời điểm đó, cả Sivir lẫn Ozir mới có cơ hội tỏa sáng. Tuy nhiên, họ có thực hiện kế hoạch đó hay không tùy thuộc vào cách nhìn được. Hiểu rõ được điều đó, Sài Gòn Buffalo liên tục triển khai lối chơi chủ động ở giai đoạn đầu trận khi liên tục tập trung 4 người và băng trụ đường trên, khiến YT bên phía Perset phải nằm xuống tới 2 lần khi đồng hồ chỉ mới điểm xa phút thứ 4. Chính nhờ lợi thế đó mà bầy trâu dễ dàng kiểm soát những con rồng đầu tiên của ván đấu. Lúc này thì mọi hy vọng của Perset nằm cả trong tay của Glory khi sức ép của các đường còn lại là quá lớn. Thế nhưng khi Hasmet một lần nữa quá xanh với vị tướng Hukong, cơ hội lật kèo của Perset quá nhỏ. Những phút cuối trận, Bicoro và các đồng đội chỉ gây khó dễ cho Sài Gòn Buffalo một chút ở hàng Baron. Tuy nhiên sau khi nút thắt mang tên bùa lợi Baron được gỡ bỏ, Buffalo còn có thêm linh hồn dòng lửa và từ đó không gặp quá nhiều khó khăn để chấm dứt kèo đấu BO3 này với tỷ số 2-0. Chiến thắng này giúp cho Yuna và các học trò tìm lại sự tự tin cần thiết sau khởi đầu đáng quên, đồng thời giảm bớt sức ép về mặt tâm lý trước khi chạm trán nhà đương kim vô địch Team Flash. Thứ 3,
có Pelu trợ giúp, Perse Esports toàn diệt nhà đương kim Á quân. Mặc dù khởi đầu với hai chiến thắng lần lượt trước Evos và Overpower Esports cùng với tỷ số 2-1, thế nhưng người hâm mộ của GAM vẫn chưa cảm thấy yên tâm khi chứng kiến đội tuyển con cưng của mình thi đấu chưa thực sự thuyết phục trước đối thủ được đánh giá yếu hơn. Ngược lại thì tưởng chừng như giấc mơ ngọt ngào của Perse Esports tại VCS mùa hè sẽ chấm dứt sớm sau trận thua của họ trước Sài Gòn Buffalo. Tuy nhiên, chỉ sau đó một ngày, Bicoro và các đồng đội lại một lần nữa khiến các fan hâm mộ không thể hiểu nổi. Thực ra cũng không khó hiểu lắm nếu các bạn biết được rằng thần chết Hoàng Luân đã dự đoán GAM là đội chiến thắng trong cặp đấu này. Và kết quả chắc hẳn mọi người cũng đã biết rồi. GAM Esports đại bại trước đội tuyển Tân Bình với tỷ số 2-0. Cụ thể trong ván đấu thứ nhất, ở khu vực đường dưới, Percent gây bất ngờ khi lấy cặp đôi Draven và Thresh dành cho Bicoro và Lisa, trong khi GAM đáp trả bằng hai vị tướng thuận tay Seth và Ezreal trong tay của Slay và EasyLove. Bên cạnh đó thì cả hai người đi rừng đều sử dụng những con bài sát thương phép là Sylas và Nidalee. Đồng thời Kiaya có được Hu Công, một vị tướng đang cực mạnh trong meta hiện tại, thì YT quyết định đánh Manfi ở đường trên. Cuối cùng Glory với Lissandra sẽ đối đầu với Jayce của địa 1. Với chất tướng nhịn hơn, Percent dễ dàng kiểm soát khu vực ở đường dưới. Nhờ vậy thì Eagle không khó để kiểm soát dòng. Thậm chí, chiến công đầu dành cho người đi rừng của Percent nhờ một pha án tử hách não đến từ vị trí của Lisa. Ngoài ra, trong khi Levi tập trung nhiều lên đường trên thì không khó để đội tuyển Tân Bình tạo chủ động ở đường dưới và lấy về hai trụ ngay trước phút 15 của trận đấu. Với áp lực của Nidalee và Lissandra, Percent nhìn hơn GAM hoàn toàn về các mục tiêu lớn và lượng tiền chênh lệch. Những phút sau đó thì do không kiểm soát được bản đồ nên đã để cho đối phương có được linh hồn rồng gió. GAM chống cự trong tuyệt vọng và đành khuất phục tại ván đấu thứ nhất trước sức mạnh vượt trội mà đối thủ tạo ra. Chuyển sang ván đấu còn lại, nếu như Bicoro cùng với Lisa có được những vị tướng rất mạnh là Aphelios và Bart, thì EasyLove cùng với Slay cũng có được bộ đôi đường dưới cực kỳ áp lực là Kalista và Thresh. Ngoài ra Glory đã khóa vào Zoe, một vị tướng mà anh chàng này sử dụng rất thành công trong trận đấu với Team Flash, trong khi địa 1 chọn Twisted Fate để tạo thế chủ động trong những pha bắt lẻ. Ở khu vực đường trên, Volibear trong tay YT sẽ chạm trán với Renekton của Kiaya. Điểm nhấn cuối cùng chính là Kane của Levi sử dụng trong ván đấu này. Mặc dù lựa chọn một đội hình tạo ra nhiều đột biến với những tình huống bắt lẻ, thế nhưng những gì mà GAM làm được trong giai đoạn đầu chỉ là một chút lợi thế nhờ khả năng farm vượt trội ở các đường. Chính vì quá tập trung vào các chỉ số lính khiến cho GAM không thể kiểm soát được các mục tiêu lớn, và kịch bản ở ván 1 đã lặp lại khi Percent có được linh hồn dòng lửa. Đồng thời Bicoro với con bài Aphelios gây ra quá nhiều sát thương lên đội hình của GAM. Tưởng chừng như Percent có thể kết thúc ván đấu ở phút 30, nhưng những pha phản công của đội tuyển áo vàng đen cũng rất đánh đá. Sau đó những tình huống ăn miếng trả miếng, mãn nhãn nổ ra khắp bản đồ và Aphelios của Bicoro tỏ ra quá mạnh trước đội hình không quá nhiều chống chịu của GAM. Cuối cùng, sau 37 phút thi đấu, Percent xuất sắc đánh bại được Kim Á Quân một cách thuyết phục. Và đây là trận đấu ghi đậm dấu ấn của hai cái tên YT và Bicoro. Nếu như Bicoro đã tỏ ra vượt trội hoàn toàn so với EasyLove trong vai trò xạ thủ, thì vị trí của YT thậm chí còn gây bất ngờ hơn. Cựu tiền thủ của Severus đã có một màn trình diễn cực kỳ xuất sắc. Dù công bằng mà nói, công lớn phải thuộc về ban huấn luyện của Percent khi họ đã có một kèo ban pick cực kỳ khéo léo với việc lựa chọn Manfi để khắc chế Ngộ Không cho ván 1, đồng thời lựa chọn vị tướng vừa được làm lại Volibear trong ván 2. Những quyết định này đã cho thấy hiệu quả rõ rệt khi YT trở thành chốt trận cực kỳ vững chắc ở tuyến đầu, cộng thêm khả năng mở giao tranh cực kỳ đơn giản và chủ động, giúp cho Bicoro thoải mái xả đạn ở tuyến sau. Chiến thắng trước GAM cũng biến Percent trở thành đội tuyển đầu tiên tại VCS mùa hè 2020 đánh bại cả nhà đương kim vô địch lẫn đương kim Á quân của giải đấu chỉ sau 3 vòng. Một khởi đầu đầy hứa hẹn dành cho Tân Bình lần đầu tiên tham dự VCS. Thứ tư, Team Secret đầu mùa vẫn mạnh hơn Aura Pelu. Với tinh thần lên cao sau chiến thắng trước Sài Gòn Buffalo ở tuần thi đấu trước, tuy nhiên Overpower Esports bắt đầu tuần thi đấu thứ hai thực sự khó khăn và một trận thua đáng tiếc 1-2 trước GAM.
Trong khi đó thì ở bên kia chiến tuyến, sau thất bại đáng quên trước Severus, Team Secret đã nhanh chóng lấy lại niềm tin của người hâm mộ khi đánh bại EVOS đầy thuyết phục với tỷ số 2-0. Do đó trận đấu với Overpower Esports sẽ là cơ hội để ẩn mật giáo cải thiện điểm số trên bảng xếp hạng. Chuyển sang diễn biến chính của trận đấu này. Ở vòng đấu thứ nhất, ngay từ lúc cấm chọn, cả hai đội đều đã lựa chọn những đội hình hai xạ thủ, nhưng Team Secret là đội có được những con bài mạnh hơn ở giai đoạn giữa vòng đấu. Ngược lại, Nidalee kiểm soát tốt hơn ở đầu trận, giúp Overpower Esports khai thác vào nửa dưới bản đồ, khi họ lấy đi trụ một đường dưới chỉ sau 10 phút thi đấu. Thế nhưng, những lợi thế ban đầu không được Overpower Esports tận dụng triệt để. Họ để cho Secret lấy lại thế trận và kiểm soát hết các mục tiêu quan trọng trên bản đồ. Phút thứ 13, một pha giao tranh nổ ra ở khu vực hang rồng và Volibear của Quartet đã làm quá tốt với khả năng chống chịu, tạo điều kiện cho Zoe và Ezreal có thể thoải mái xả sát thương của mình. Team Secret vươn lên về mặt thế trận, mặc dù lượng tiền vẫn chỉ ở mức cân bằng so với đối thủ. Trong những phút còn lại, PST và Vịt gần như không được chơi trước lượng sát thương quá lớn mà một con Zoe có thể gây ra. Team Secret kết thúc ván đấu nhanh gọn và vươn lên dẫn trước 1-0. Bước sang ván đấu thứ hai, Team Secret tiếp tục sử dụng đội hình hai xạ thủ với Grave mang thiêu đốt trong tay DNK. Đồng thời họ cũng tối ưu sát thương của mình khi Quartet cầm Jax để đối đầu với Ngộ Không trong tay Vin. Ở đường dưới, cả hai đội tuyển cần khá nhiều thời gian để thăng tiến sức mạnh khi Overpower Esports sở hữu con bài Kai'Sa, trong khi Team Secret có Aphelios dành cho Celebrity. Cuối cùng thì điểm nóng đường giữa, PHT sẽ có được con bài thuận tay Ryze. Còn ở bên kia trên tuyến, Orianna là lựa chọn của Artifact. Giai đoạn khởi đầu của ván đấu, pha ăn rồng thiếu cơ sở của DK và PHT đã giúp DNK có được con rồng lửa cùng với mạng chiến công đầu cực kỳ dễ dàng nhờ phép bổ trợ thiêu đốt. Có lợi thế sớm thì Team Secret di chuyển bài bản, kiểm soát tiếp các mục tiêu lớn. Thời gian dần trôi về những phút cuối khi mà các vị trí chủ lực đã có trang bị kết hợp cùng với linh hồn dòng nước, thì Secret bắt đầu triển khai chiến thuật 1-3-1. Jax trong tay Quartet gần như bất tử ở trong giao tranh và một chiến thắng nhẹ nhàng dành cho Celebrity và các đồng đội chỉ sau 33 phút thi đấu. Trước cuộc thì Team Secret đánh bại Overpower Esports với tỷ số 2-0. Chiến thắng này giúp họ vươn lên nhóm trên của bảng xếp hạng với thành tích 2 thắng 1 thua. Trong khi đó, đội tuyển của chủ tịch Cường thất bại 2 trận liên tiếp khiến họ tụt xuống nhóm dưới sau tuần thi đấu thứ 2 của VCS mùa hè 2020. Thứ 5, Slayer niệm thần chú, Team Flash có được điểm số đầu tiên. Team Flash đã khởi đầu mùa giải mới với phong độ không thể tồi tệ hơn. Mang tiếng là nhà đương kim vô địch, nhưng họ lại đứng bét bảng khi không có nổi một ván thắng. Trong một mùa giải mà ngay cả những tân binh cũng không hề tỏ ra thua kém các ông lớn như năm nay, thì nếu như không mau chóng đứng dậy, khả năng Team Flash bảo vệ được ngôi vô địch của mình là rất thấp. Ngược lại, Saigon Buffalo đã có được một trận thắng sau khi đánh bại Person Esports rất thuyết phục. Không giống như ở trận đấu đầu tiên, các học trò của huấn luyện viên Yuna không còn mắc nhiều sai lầm. Theo vào đó là thế trận lăn cầu tuyết triệt để, bóp nghẹt đối thủ. Chính vì vậy, người hâm mộ chờ đợi rất nhiều vào cuộc đối đầu này của cả hai đội tuyển. Đưa vào đầu thứ nhất, như thường lệ thì Team Flash sử dụng chiến thuật đánh xoay quanh Slayer với con bài Kalista. Ngược lại ở bên kia trên tuyến, Saigon Buffalo lựa chọn đội hình hai xạ thủ với lượng sát thương đồng đều ở tất cả các tuyến. Tuy nhiên ngoại trừ Grave của Meliodas, các nguồn sát thương còn lại của Bầy Châu cần nhiều thời gian để thăng tiến sức mạnh. Nhận thấy được điều đó, Team Flash chủ động gây sức ép ngay từ giai đoạn đầu trận và chiến công đầu dành cho Slayer sau một pha thiết lập băng trụ 4 người ở khu vực đường dưới. Tận dụng lợi thế từ đường dưới, nhà đương kim vô địch VCS nhanh chóng nắm quyền kiểm soát trận đấu. Do vậy, có những thời điểm, Saigon Buffalo cho thấy dấu hiệu bật lại khi ở phút thứ 22, Bầy Châu chiến thắng cho pha giao tranh lớn ở hang rồng. 4 người của Flash phải nằm xuống. Đáng tiếc là 3 mạng hạ gục lại thuộc về Thresh của Hin. Cho pha giao tranh sau đó,
Team Flash là đội chủ động tấn công ở đường giữa và hạ gục được 3 người của Sài Gòn Buffalo trước khi ăn thành công Baron. Kể từ đây thì Hazmat cùng các đồng đội gần như lạc trôi. Họ quá chần chừ ở khu vực hang rồng và để cho Stark thực hiện đầy lẻ ở đường giữa. Thế được một trụ bảo vệ nhà chính. Những phút còn lại thì sau khi ăn thành công Baron, các thành viên của Team Flash tràn vào phá hủy nhà chính của đối thủ cách dễ dàng. Chuyển sang vào đấu tiếp theo, Team Flash giữ nguyên lối chơi cũ khi vẫn chọn đội hình đánh xoay quanh Kalista. Ngược lại thì Sài Gòn Buffalo quyết định thay đổi chiến thuật khi sử dụng những vị tướng mạnh mẽ ở giai đoạn đầu trận. Còn là chính vì điều đó mà Sài Gòn Buffalo khá tự tin trong giao tranh diễn ra ở hàng rồng. Họ thành công trong việc ăn con rồng đầu tiên, tuy nhiên cái giá phải trả lại rất đắt khi cả 5 người phải nằm xuống với 3 mạng thuộc về Slayer. Mặc dù các thành viên hồi sinh ngay sau đó cũng kịp trở lại và cân bằng về chỉ số hạ gục, nhưng Kalista thực sự là mối nguy hiểm quá lớn. Phút thứ 10, tận dụng sứ giả khe nứt, 3 thành viên của Team Flash bắt chết Hazmat, đồng thời phá hủy thành công 2 trụ đường trên. Và với lợi thế lớn, những tia chớp cam kiểm soát hoàn toàn cuộc chơi, họ có được con Baron đầu tiên của ván đấu và lấy đi nhà lính đường giữa và đường dưới của bầy trâu. Chênh lệch sức mạnh giữa hai đội khiến các thành viên của Sài Gòn Buffalo rất chật vật để chống đỡ từng đợt tấn công của đối thủ trước khi chấp nhận thất bại sau 27 phút thi đấu. Với chiến thắng này, Team Flash đã có được điểm số đầu tiên và phần nào lấy lại được niềm tin nơi người hâm mộ cũng như thoát khỏi vị trí cuối bảng. Thứ 6, Severus nối dài chuỗi trận bất bại. Tâm điểm của tuần thi đấu thứ 2 không gì khác ngoài cuộc chạm trán giữa bạch hổ Evil Esports và thần khuyển Severus. Không biết trùng hợp hay là có một sự oan gia nào đó mà cả hai đội tuyển này đang ở hai thái cực đối lập hoàn toàn từ lối chơi cho tới thành tích thi đấu ở thời điểm hiện tại. Về sự gắn kết đội hình, không quá khi nói rằng Severus đang có một lối chơi cuốn hút nhất VCS lúc này. Họ không hẳn có một ngôi sao quá lớn, nhưng cách Severus hỗ trợ lẫn nhau và di chuyển như một khối thống nhất trong giao tranh làm người ta phải thực sự kinh ngạc. Chúng ta không còn thấy một Severus đầu game có lợi thế để rồi sau đó quăng game nữa. Thay vào đó là một sự chắc chắn cực kỳ lớn. Trái ngược lại với sự ăn ý của Severus, Evos vẫn đang loay hoay tìm kiếm lối chơi thích hợp nhất với nhân tố mới mang tên Zeros. Trước kia, Evos Esports, một team thi đấu bài bản, tìm cách kéo lết và chiến thắng nhờ giao tranh. Tuy nhiên kể từ khi có sự phục vụ của Zeros, Evos đang phải chuyển mình để thích nghi với anh chàng này. Người chịu ảnh hưởng lớn nhất có lẽ là Son. Từ chỗ cần kiểm soát tầm nhìn và mục tiêu, anh chàng phải dành thêm thời gian để lên đường trên hỗ trợ cho Zeros. Chính vì nhịp đi rừng không quen và lối chơi mới nên Son đã có một màn thể hiện vô cùng nghèo nàn ở tuần 1. Trái ngược với sự thăng hoa của Su Hào bên phía Severus. Chính vì vậy, sao không có gì bất ngờ nếu như Archie và các học trò tiếp tục lại có thêm một chiến thắng 2-0 nữa trên đối thủ. Chuyển sang diễn biến của trận đấu. Ở ván đấu thứ nhất, nếu như Severus có được những vị tướng thuận tay và có phần thiên về bắt lẻ, thì ngược lại, với đội hình hai xạ thủ, Evos không quá thua thiệt về mặt sát thương so với đối thủ. Thật vậy, Evos chính là đội tuyển vươn lên dẫn trước nhờ chiến công đầu dành cho Son ở khu vực đường giữa. Sau đó thì người đi rừng của Bạch Hổ cũng kiểm soát tốt hai bộ lợi rồng đầu tiên. Những phút tiếp theo, khu vực hang rồng trở thành bãi chiến trường thực sự khi cả hai đội liên tục có những pha giao tranh nảy lửa và lợi thế phần nào nghiêng về Severus. Trong khi đó, Evos luôn tỏ ra nóng vội ở những thời khắc quan trọng, từ đó khiến thế trận dần dần trôi khỏi tầm tay. Có phải nói thêm rằng Aphelios trong tay của Artemis đã thể hiện sức mạnh quá vượt trội so với người đồng nghiệp bên kia chiến tuyến là Diffkid. Qua đó giúp Severus có được chiến thắng trong ván đấu đầu tiên sau 32 phút thi đấu.
Bước sang vào đấu thứ hai, Evos tiếp tục trung thành với chiến thuật hai xạ thủ. Ngược lại thì Cerberus cũng cho thấy lối đánh dựa nhiều vào giao tranh tổng của mình. Giống như ván đấu trước, Evos là đội nhập cuộc tốt hơn với chiến công đầu dành cho Bay. Do vậy, với những chiêu cuối trên diện rộng, Cerberus đã cân bằng tỷ số về điểm hạ gục sau pha giao tranh ở hàng rồng. Những phút tiếp theo, cả hai đội không ngần ngại lao vào nhau và lần này lợi thế đã thuộc về Evos với sức sát thương quá lớn đến từ hai xạ thủ cũng như những chiêu cuối có khả năng giữ mạng rất tốt là cừu cứu sinh và vũ trụ dạng ngời. Chính từ điều này, Aphelios trong tay Diffkid đã nhanh chóng vượt trội về mặt trang bị, từ đó giúp Bạch Hổ dần nới rộng khoảng cách về tiền lên con số 9.000 so với đối thủ. Dẫu vậy thì Evos cũng tự mình đạp đổ đi tất cả lợi thế đó khi để cho Su Hào cướp được Baron ở phút thứ 31. Kể từ đây thì Cerberus vùng lên mạnh mẽ và pha giao tranh định mệnh đến được phút thứ 36, khi Bay là người chủ động la vào làm choáng đối phương. Tuy nhiên thì ở chiều ngược lại, Aphelios của Diffkid lại bị hất tung và không có đủ khoảng trống để bắn nên phải nằm xuống dưới tay của Artemis. Mất đi nguồn sát thương chủ lực, Evos hoàn toàn tan vỡ, trong khi Cerberus dễ dàng kết thúc ván đấu, qua đó tiếp tục chễm chệ trên ngôi đầu với thành tích bất bại. Ngược lại thì Evos thêm một lần nữa trắng tay ở VCS mùa hè 2020. Và vừa rồi là toàn bộ những diễn biến chính cho tuần thi đấu thứ hai của VCS mùa hè 2020. Nhìn chung thì ngoại trừ sự góp mặt của Cerberus thì các trận đấu khác trở nên vô cùng khó đoán khi các đội chiếu dưới đang thi đấu hết sức ấn tượng. Bên cạnh đó thì một tín hiệu đáng mừng đó là các tài năng trẻ đã chứng tỏ được khả năng của bản thân và giúp cho giải đấu cây nhà lá vườn của chúng ta đáng xem hơn rất nhiều. Cuối cùng, sau khi xem xong video, các bạn có suy nghĩ gì thì hãy để lại ý kiến cá nhân cho Cà Phê Liên Minh được biết. Và đừng quên like, share cũng như subscribe kênh vì chúng hoàn toàn miễn phí mà. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.